Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, mưa lớn đã đổ xuống vùng Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong 3 ngày liên tiếp. Kết quả là một số khu vực bị ngập lụt, thậm chí có thảm họa xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu. Trong những ngày gần đây, tổng cộng có 248 thị trấn ở tỉnh Hồ Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn, trong đó gần như tất cả các đường phố của thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía Tây Hồ Nam đều bị ngập lụt. Cơn mưa xối xả bất ngờ cũng khiến một số tuyến phố ở khu vực đô thị Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, thậm chí có đoạn biến thành đầm lầy. Tại Giang Tây, đợt hạn hán ban đầu khiến 330.000 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nay lượng mưa liên tục đã biến thành đợt hạn hán và lũ lụt hiếm gặp ở Giang Tây. Đã có mưa lớn ở 21 quận và thành phố và mưa lớn ở 14 quận và thành phố. Tại Quý Châu, 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa và lũ lớn và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 170 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến những đợt hạn hán và lũ lụt liên tiếp gần đây ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, ngoài sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều người còn đặt câu hỏi rằng đập Tam Hiệp là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề. Mặc dù Nhiếp Phương Vinh, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, hiện đã nghỉ hưu, bà vẫn công khai phản đối việc xây dựng dự án Tam Hiệp. Ông tin rằng dự án Tam Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán vì dự án đã làm thay đổi hệ sinh thái ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nguyên nhân của ông đưa ra là do hồ Tam Hiệp tích nước nhiều năm, phù sa tích tụ ở thượng nguồn. Việc đẩy nhanh dòng nước từ các hồ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử vào sông Dương Tử đã khiến mùa khô ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử đến sớm hơn 2 tháng. Nhiếp Phương Vinh tin rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán nghiêm trọng vào mùa đông ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử như Tương Giang và hồ Động Đình trong những năm gần đây. Ngoài ra, hồ Pujang tiếp tục có mực nước thấp và khô, điều này gây ra các vấn đề sinh thái như giảm diện tích đất ngập nước và suy yếu khả năng tự thanh lọc. Nhiều người quan tâm đến Tam Hiệp cho rằng tác động của dự án Tam Hiệp đối với Trung và hạ lưu sông Dương Tử không chỉ ở mặt nước, mặt đất mà còn trên bầu trời đã làm thay đổi khí hậu xung quanh khu vực hồ chứa và Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Lý thuyết của họ là đập Tam Hiệp đã chặn dòng chảy thông thường của luồng không khí, tạo ra áp suất thấp trên hình dạng của hồ chứa Tam Hiệp, ảnh hưởng đến sự lưu thông khí quyển bình thường, từ đó làm thay đổi khí hậu. Do đó, thời tiết cực đoan đã thường xuyên xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những năm gần đây, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Vào mùa hè năm 2006, thảm họa tuyết ở phía Nam vào mùa đông năm 2008 và hạn hán ở Tây Nam vào tháng 3 năm 2010, tất cả đều bị nghi ngờ có liên quan đến dự án Tam Hiệp. Bà Đại Thanh, một nhà môi trường nổi tiếng cũng có quan điểm tương tự, bà nói với VOA, khía cạnh tồi tệ nhất của dự án Tam Hiệp là nó đặt ra một tiền lệ rất xấu, đó là vào những năm 1980, rất nhiều người có thẩm quyền phản đối nó một cách có lý trí. Quá nhiều lý do và quá nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhưng chỉ cần bạn nắm được sự đúng đắn về chính trị, có thể nắm được một cái đầu lớn như Đặng Tiểu Bình để làm chỗ dựa cho mình, thì cuộc chiến dù lớn đến đâu cũng có thể đi lên. Chỉ cần họ có quyền lực, họ sẽ đập. Vì vậy, việc cạn nước ở Hồ Động Đình có liên quan đến đập Tam Hiệp chặn nước, nhưng thực ra nó liên quan đến việc liên tục xây dựng các con đập trên bốn nhánh của nó là Dương Tử, Nguyên Lý và từng khu vực. Việc giữ nước trở lại vì lợi ích của chính bạn cũng có liên quan. Nếu đập Tam Hiệp thực sự có liên quan đến một loạt các hiện tượng bất thường về thời tiết ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay, thì có biện pháp khắc phục nào không? Bà Đại Thanh nói, không còn cách nào khác. Tôi nghĩ không còn cách nào khác. Chỉ có một cách duy nhất là ở Trung Quốc có những con sông khác. Nếu chúng ta muốn cứu những con sông khác ở Trung Quốc, chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định. Những yếu tố nào đang diễn ra, nó khiến người ta nhìn vào việc tạo thêm một thảm họa cho một quốc gia. Đại Thanh cũng nói rằng, mặc dù Quốc vụ viện thừa nhận những thiếu sót của đập Tam Hiệp trong báo cáo công bố trách nhiệm giải trình cao hơn đã được đưa ra, vai trò của dự án Tam Hiệp với lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử bị đặt câu hỏi một lần nữa.
Thưa quý vị, lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong những ngày gần đây đã khiến 112 người chết hoặc mất tích. Truyền thông Trung Quốc cho biết có những lo ngại rằng một cơn bão khác sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày tới và lũ lụt sẽ gây thêm thiệt hại về người và của. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết lũ lụt do mưa xối xả ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến 16 triệu người. Mực nước ở Hồ Tây gần thành phố lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1954. Nếu cơn bão đổ bộ vào đất liền gần đó, khu vực xung quanh có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn phim từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy một nông dân khóc khi trang trại lợn của anh ta bị nhấn chìm bởi nước lũ, trong khi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, biến thành một bồn tắm lớn do mưa lớn. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, nhưng lượng mưa năm nay đặc biệt lớn, nhiều khu vực trong tuần này sẽ có mưa lớn. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hồi tháng trước cảnh báo rằng hiện tượng El Nino năm nay có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài. Năm 1998, El Nino gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, giết chết hơn 4.000 người. Lũ lụt kỷ lục đã đặt câu hỏi về đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang phải chống chọi với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua. Vai trò của đập Tam Hiệp được thiết kế và xây dựng để thuần hóa sông Dương Tử và gây ra tranh cãi rộng rãi, một lần nữa thu hút sự chú ý. Năm nay, một số tỉnh thành phố phía Nam Trung Quốc xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn, mưa tập trung, có nơi sông Hồ đã vượt mức nước cảnh báo nghiêm trọng. Một số hồ đập bị sập. Chính phủ Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp đã chống được đỉnh lũ, giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, giảm thiệt hại kinh tế, giảm đáng kể thiệt hại về người và phải sơ tán khẩn cấp người dân. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Dương Tử cao trong lịch sử và một số hồ lớn trong năm nay xác nhận rằng đập Tam Hiệp đã không đạt được các mục tiêu do chính quyền thiết kế. Reuters dẫn lời giáo sư Sherman, một nhà địa lý tại Đại học Alabama, người nghiên cứu lũ lụt ở Trung Quốc cho biết, một trong những lý do chính để xây dựng đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ lụt, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó được xây dựng, chúng tôi đã phải đối mặt với một lịch sử ghi nhận mức độ ngập lụt cao nhất trong lịch sử. Ông cho biết, thực tế là đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ nghiêm trọng như năm nay. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Jianchun đã phát biểu trong cuộc họp báo về chính sách của Quốc vụ viện hôm thứ Hai rằng việc xả lũ từ các hồ chứa, đặc biệt là hồ đập Tam Hiệp, có hiệu quả trong việc kiểm soát lũ lụt. Ông cho biết 2.297 hồ chứa đã chặn được tổng cộng 64,7 tỷ mét khối nước lũ, trong đó hồ Tam Hiệp chặn được 2,9 tỷ mét khối nước lũ, chặn việc di chuyển của 7,23 triệu người. Công ty vận hành đập Tam Hiệp hôm thứ Bảy cho biết việc xả lũ xuống hạ lưu từ hồ chứa Tam Hiệp đã được cắt giảm một nửa, giảm thiểu hiệu quả tốc độ và mức nước dâng ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, đạt 88% tổng số. Tuy nhiên, một số khu vực của sông Dương Tử, bao gồm các phụ lưu và hồ của nó như hồ Đông Tinh và hồ Po Yang, vẫn có mực nước cao kỷ lục. Diệp Kiến Xuân cho biết, tổng cộng 433 con sông ở Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo, trong đó 109 con vượt mức bảo đảm và 33 con vượt mức lịch sử. Sông Dương Tử, thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Tây Giang và sông Bắc Giang ở lưu vực sông Châu Giang và hồ Thái Hồ đều trải qua trận lũ lụt số 1 trong năm nay. Hiện tại, các con sông bên dưới Kiến Lệ, dòng chính của sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình, hồ Bà Dương và hồ Thái Hồ vẫn ở trên mực nước cảnh báo. Nhà địa chất Trung Quốc Phan Xiao từ lâu đã chỉ trích dự án đập Tam Hiệp. Ông nói với Reuters rằng dung tích của hồ chứa đập Tam Hiệp nhỏ hơn 9% so với mức nước lũ trung bình. Ông nói hồ chứa Tam Hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng bất lực trong việc đối phó với lũ lụt do lượng mưa lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Phan Xiao tin rằng đập Tam Hiệp và các dự án đập lớn khác có thể khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn bằng cách thay đổi dòng chảy phù sa ở hạ lưu sông Dương Tử. Nhu cầu phát điện từ các dự án đập cũng ảnh hưởng đến việc kiểm soát lũ. Phan Xiao nói, khi mọi người chỉ coi các hồ chứa nước để giải quyết vấn đề kiểm soát lũ lụt, họ có xu hướng bỏ qua hoặc thậm chí làm suy yếu khả năng điều tiết lũ tự nhiên của sông Hồ. Sherman, một nhà địa lý học tại Đại học Alabama, người nghiên cứu lũ lụt ở Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp có thể giúp giảm thiểu lũ lụt trong một năm điển hình. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt hơn, nó có thể bộc lộ điểm yếu, đó là sau vùng lũ ở hạ lưu bị thu hẹp và tăng cường. Ông nói,
hồ chứa đập Tam Hiệp không đủ khả năng để tác động đáng kể đến những trận lũ lụt tồi tệ nhất. Hôm thứ Hai, một đoạn video do CCTV của Trung Quốc phát cho thấy một số chỗ ở đỉnh hồ Po Yang bị vỡ lớn như ở Văn Quý Đạo Vĩ, Trung Châu Tự và Sùng Phúc Tự. Điều này một lần nữa khẳng định rằng đập Tam Hiệp được chào hàng vẫn không đạt được cái gọi là mục đích kiểm soát lũ lụt của nó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.